Cậu ơi, cậu đẹp trai thế. Em ơi, cái này bao tiền đấy em? Mình vừa tan học xong, bây giờ thì mình sẽ qua Siam để gặp những người bạn của mình. À, đối biết là ai. Có một câu chuyện là máy của mình hết 4G, thì nữa là mình đã phải đi dùng chùa wifi để tìm bảo với Thiên An. Bỏng ngô mới khen là ngon nhất ở Thái Lan. Trông nó như thế này. Bây giờ mình đang đi bộ tìm Thiên An Thiên Bảo ở bên Big C. Hóa ra là vừa nãy hai đứa nó ở Central World chứ không phải ở Siam Paragon. Big C kia rồi. Watson kia rồi, để xem ai nhận ra ai. Cậu ơi, cậu đẹp trai thế. Em ơi, cái này bao tiền đấy em? Chị em mình tính thương mến thương. Cái hộp bao xem còn nổi. Hãy chọn ra đúng. Thiên An khen là trà sữa hồng ngon lắm, nên là mình sẽ uống thử xem sao. Dở đúng không? Chị dở. Cạo ly. Mua ấy đi em. Đấy, ui, chị đã không? À, cái này nó ngon. Ừ. Em người ta ghi nốt tiếng Thái rồi. Chả sữa hoa hồng cũng được. Chả Thái ngon hơn. Phải để chân ra đây được không? Có giống thì nó mới phải đẹp. 3.7 A few moments later. Bây giờ thì mình sẽ review khách sạn của An đến Bảo nha. Đây là Heritage. Trừ những cái bừa bộn ra thì tất cả mọi thứ đều rất là sạch sẽ. Nhà rất ok, 1.7 một đêm. Quá. Đây là bim bim cua. Nhà An rất là thích. Nhưng mà nó đều mùi nước mắm. Mùi đấy. Mùi hân đấy. Eo. À, quen rồi, nó xin lỗi. Đi. Cậu ơi, cảm nghĩ đi. Ngon mà. Ngon á. Ngon đấy chứ. Thank you.
một. Chừng nó hơi bị lạ. Tao nghĩ là do cách làm nó giống nhau thì là nó khác vị thôi. Trông không tệ đâu. Chị ta chỉ cầm trên tay ấy. Tao ơi, tao ăn thử đi ta. Tao với Son thử đi. Ăn cái miếng ở giữa ấy cho nó ngon. Ê, thật ra trông nó cũng không tệ mà. Ăn đi Sờ. Sờ nó bị yếu dầu. Ngon không? Trông mặt Sờ mày không thích lắm. Hơi ngọt, chẳng ngon. Nhưng mà nếu mà bộ bao nhiêu này 1 kg. Bộ bao nhiêu mà? Bao nhiêu đắt một? Hơi ngọt thế ạ. Ừ, hơi ngọt. Nó hơn là luôn thôi, còn chính là mà là phòng ở đây bây giờ cũng tội hơi bừa. Khen. Sao mà quay em cái gì tới gần. Mày đây mẹ giờ ngủ thấy bạn mà thấy mày quay cái gì đấy. Mày con đang nhớ pip pip của những tiếng nói nha. Mày viết của mày là mày pip. Hello Thailand. Bây giờ là mày kêu mày. Bắt mông. Ngày hôm sau khi mà cả ba đứa đang say nồng trong giấc ngủ thì mình đã lặng lẽ xách túi rời khỏi nhà chung. Nói vậy thôi chứ mình tranh thủ về nhà cất đồ để còn đi học nữa. Mình vừa về nhà tắm rửa thay quần áo xong. Tại vì sáng nay dậy sớm nên là mình thấy rất là đói. Thế nên là mình đã qua 7-Eleven để ăn một cái sandwich. Nếu như mà mọi người hỏi cái vị mà mình thích nhất là vị gì thì là vị này nhé. Nên bên trong là phô mai và rau spinach. Siêu ngon. Hẹn gặp mọi người ở trường nhé. Hôm nay thì mình chỉ có một lớp buổi sáng thôi. Thế nên là học xong thì mình đã phi thẳng ra chỗ Thiên An Thiên Bảo. Bình thường thì mình sẽ đi Grab bike thôi cho tiết kiệm. Nhưng mà hôm nay trời mưa to nên là đành phải gọi Grab car. Mình đang ở Upstream. Mình sẽ thử bánh vị lá dứa. Mình nghe em phải chả. Lá dứa này. Lá dứa. Chán thì Hân sẽ ăn hết. Chán thì bọn mình sẽ chia sẻ. Không, thôi ăn hết. Sau 40 phút ngồi xe ô tô, bọn mình đã đến với cà phê. Tên là Hario Cà Phê Bangkok nha. Đó. Trong ngoài trông đẹp mà. Ừ. Mọi người ơi, bọn mình đang kiểm tra trên Grab Bike. Bây giờ bọn mình sẽ đi photo booth nha. Xin cảm ơn gentlemen. Concept nhà vệ sinh. Nói chung hay phết. Nhưng mà đắt quá. Có sao không? Đắt à? Mọi người ơi, màu ảnh xấu quá. Trải nghiệm không gì bằng Harufi mọi người ơi. Thanks you về Việt Nam. Oh my god, siêu xinh. 16 mil pan à? 16 á? Lúc mua đồ ăn thì em không sốc lắm. Tại vì lúc vào Bixi lần đầu em đã chạy nước. Bọn mình được ăn thịt rồi. Yeah. Ngon nhỏ mọi người ơi. Tao không ăn. Ngon rồi. Anh đã theo ấy. Yeah, you are the light that you.
xe chú ấy đẹp lắm. Thế chuẩn rồi, hai ông đồng rồi. Quá! Hai con hồng bát. Ngon không? À, con lấy cơm chưa? Thử đi. Đây là lần thứ mấy? Lần thứ mấy mình có mặt được xe chú ơ? Ờ, hôm nay 2 lần. Ngày đầu 1 lần. Hôm qua 1 lần. Hôm qua phải 2 lần. Nếu hôm qua còn cả góp mát nữa phải 5 lần. Phát điên vì xe chú ơ. Ngày nào cũng vào góp mát. Đây là những người nhàm chán chỉ biết vào xe chú ơ. Cái nào là 70 được? Đi siêu thị ghé. Với lại là chắc cho may Axuman. Nhìn phía sau không sao. Phía sau không mất đầy ra. Bị bắt vì tôi mua nhiều quá. Cô ấy đắp về buôn bà Han xì lẻ Thiên An. Bạn là đồng đội chúng tôi. Đấy. À không, cái này đấy. Uống à? Hai tặng, mua một tặng một mà. Thế cũng có uống, mình phải uống. Thế mua 1 gram là 100 gram đâu, đóng chưa? Không mua 1 gram đâu. Xem vào đi. Mày bảo thích dùng media mà. Anh ơi, cố lên. 1, 2, cố lên. Tai đó đi mà ra anh chị nắng này đi. Mỹ nữ 2 năm sau. Chờ đón kết quả sau 5 phút nữa. Hôm nay là ngày cuối Bảo với An với Sò băng công. Nên bọn mình chuẩn bị đi về rồi. Nên bọn mình sẽ đi lấy bánh cùng nhau lần cuối. Chưa, mình đang hôm nay. Lần cuối đi bên nhau. Những vị khách đầu tiên của Up to You. Còn những con buôn đi chị Hà. Đây là nhà tài trợ vàng của mình cho chiếc bánh hôm nay. Bánh quy mềm mập. Ui. Mày ơi, không bột cookie. Phát thử ăn bánh này. Vào tâm hề nhớ. Ngọt lắm. Ngọt. Tâm đi. Tâm đi, tâm một bụi. Vào khoảng thời gian này của 2 năm trước cũng là lần đầu tiên mà mình qua Hàn. Cũng là nhà Thiên An Thiên Bảo qua chơi với mình. Và trùng hợp khi mà bây giờ mình ở Thái Lan cũng vậy. Kiểu mình thấy rất là biết ơn và may mắn ấy. Tại vì là đây đều là những khoảng thời gian mình cảm thấy khá là một mình. Nói chung là đây sẽ là những chuyến ghé thăm siêu đáng nhớ của mình trong năm nay. Và mình cảm thấy rất vui khi có thể tóm lại được hết những khoảnh khắc trong chuyến đi lần này vào trong video hôm nay.